vì sao các thế lực thù địch vẫn căm ghét, phủ nhận tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Vào dịp toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đón Tết Nhâm Dần, và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng là lúc chúng ta cùng giai cấp công nhân và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới chào mừng kỷ niệm 174 năm tác phẩm bất hủ tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, do C, Mark và PH. Angen soạn thảo, được công bố tháng 2 năm 1848. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản viết tắt, tuyên ngôn, đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa mắc hệ tư tưởng của giai cấp vô sản, là tác phẩm gối đầu giường của những người công nhân có tri thức, và là cương lĩnh chính trị của các đảng cộng sản và của giai cấp công nhân thế giới, một nội dung cơ bản trong nền tảng tư tưởng của đảng cộng sản. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, và chịu sự chống phá dữ dội từ nhiều phía của các loại kẻ thù lớn, nhỏ đối đầu với chủ nghĩa mác, đặc biệt là sự chống phá của chủ nghĩa cơ hội, xét lại nhưng tuyên ngôn vẫn tỏ rõ sức sống của tác phẩm vĩ đại vẫn vẹn nguyên giá trị mang thông điệp thời đại với mục tiêu cao cả là phấn đấu thực hiện lý tưởng cộng sản. Thực tiễn chứng minh rằng, trong 174 năm qua, với nhiều âm mưu, thủ đoạn, các thế lực thù địch càng ra sức chống phá thì giá trị, ý nghĩa của tuyên ngôn càng tỏa sáng, càng tỏ rõ sức sống mãnh liệt của một công trình khoa học cách mạng. Thái độ, quan điểm, sự hận thù của những người chống phá, xuyên tạc, phủ nhận giá trị của tuyên ngôn đã thể hiện sự tự thú về sự bất lực và đầu hàng thảm hại thế nhưng quan điểm sai trái và tác hại của sự chống phá tuyên ngôn nói riêng chủ nghĩa mark lenin nói chung là không thể xem thường nó luôn nhắc nhở những người cộng sản đừng bao giờ vứt bỏ vũ khí một khi kẻ thù còn âm mưu chống phá phải tiếp tục cầm súng và cầm bút chiến đấu để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng cũng như trước đây âm mưu thủ đoạn chống phá tuyên ngôn hiện nay được các thế lực thù địch tập trung vào mấy điểm sau đây một là phủ nhận giá trị và ý nghĩa thời đại của tuyên ngôn đòn tấn công đầu tiên mang ý nghĩa đánh phủ đầu để phủ định sạch trơn giá trị và ý nghĩa khoa học cách mạng của tuyên ngôn là chống phá những nội dung tư tưởng cơ bản của tuyên ngôn về sự phù hợp hay không phù hợp của chủ nghĩa mắc đối với thời đại hiện nay chúng tập trung bài xích xuyên tạc và tuyên truyền luận điểm tuyên ngôn là của quá khứ chỉ phù hợp với thế kỷ 19, 20, không phù hợp với thời đại toàn cầu hóa hội nhập quốc tế và sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư chúng cho rằng quan niệm của c Mark và PH Angen đã cũ, lỗi thời, là của quá khứ và toàn bộ tư tưởng nêu trong tuyên ngôn không còn sức sống, nên giai cấp công nhân hiện đại không cần tác phẩm này. Lý lẽ sai trái trên thể hiện. Một cố tình thổi phồng sự kiện chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ, để tuyên truyền sự cáo chung của học thuyết Marxist về đấu tranh giai cấp, cách mạng xã hội và lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ đó, tung tin rằng tư tưởng cơ bản của tuyên ngôn không còn đất diễn, không còn lý do gì để tuyên ngôn tồn tại trong thế giới đương đại hai giai cấp công nhân không còn sứ mệnh lịch sử toàn thế giới bởi giai cấp công nhân đã mất vai trò lịch sử và không còn là giai cấp trung tâm của thời đại khoa học công nghệ hiện đại và nền kinh tế tri thức đã đưa trí thức lên vị trí trung tâm thay thế giai cấp công nhân lãnh đạo thế giới ba thang giá trị của thời đại mới không còn đề cao vai trò quyết định của sản xuất vật chất của đại công nghiệp cơ khí mà đề cao ưu thế nổi trội của trí thức của lao động bằng chất xám và vị thế của các tầng lớp khác trong xã hội khi họ trở thành những mắt xích không thể thiếu của sợi dây truyền tư bản gắn chặt với nền kinh tế số, kinh tế tri thức. Bốn hiện nay, giai cấp tư sản đã biến nhiều tầng lớp, giai cấp lao động trong xã hội thành trí thức, những người chủ sản xuất được trả lương hậu hĩnh, có cổ phần ở công ty, có tài sản, sống sang trọng, đài các. Cho nên, trong chế độ tư bản không còn đối kháng giai cấp và mâu thuẫn giai cấp, cho nên không cần phải đấu tranh giai cấp. Điều đó có nghĩa là không còn chỗ cho tuyên ngôn tồn tại, chủ nghĩa Mác đã hết thời. Những luận điểm sai trái ngông cuồng nêu trên là hết sức phi lý, không thể chấp nhận, chúng ta phải kiên quyết đấu tranh để vạch trần sự ngụy biện xảo trá, lừa bịp ấy, kiên quyết bảo vệ chủ nghĩa Mark Lenin, bảo vệ giá trị của tuyên ngôn. Hai là, phủ nhận tư tưởng giai cấp và đấu tranh giai cấp, khách đại tư tưởng hiếu chiến, tuyên truyền tính bạo lực, sự đẫm máu của tuyên ngôn khi cho rằng C, Mark và PH. Angen vì muốn mau chóng giành thắng lợi trước giai cấp tư sản nên đã tuyệt đối hóa và thổi phồng vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp coi nó là tư tưởng chủ đạo của tuyên ngôn nên coi thường vấn đề dân tộc và đấu tranh dân tộc vì sự xem nhẹ đấu tranh dân tộc nên hầu hết các đảng cộng sản đã nhấn mạnh vấn đề đấu tranh giai cấp để xem chi tiết về tin này mời quý vị bấm vào link dưới phần mô tả video này